Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừ Tử. Tập 14. Chương 131, dùng pháo bắn muỗi. Khánh Trần đứng bên ngoài hành lang, hắn không nói lời nào, chỉ yên lặng đứng đấy. Hắn nhìn cửa căn phòng quen thuộc trước mặt, đột nhiên cảm giác có chút xa lạ. Do tòa nhà đã có phần cũ kỹ, nên công tắc điện tại hành lang đã bị mất cái nắp đậy. Trước kia, trong nhà thường xuyên mất điện, cho nên luôn phải thủ sẵn nến trong phòng. Lúc ấy, cha sẽ giơ cao cây nến đi ra bên ngoài hành lang kiểm tra, cầu dao lại được đẩy lên, nhà lại có điện. Nhưng từ nay về sau sẽ không còn những hình ảnh ấy nữa. Khánh Trần đứng đó, nhanh chóng nhớ lại tất cả hình ảnh hắn đã cố tình quên đi. Lúc này, hắn đưa tay gõ gõ cánh cửa từng là nhà của mình cốc cốc cốc. Cánh cửa được mở ra, mặt mũi Khánh Quốc Trung hầm hầm đứng trước cửa, giờ này mày không ở trên lớp đến đây làm gì? Khánh Trần bình tĩnh hỏi, con muốn hỏi, tại sao cha bán đi căn phòng này? Người có từng nghĩ, một khi bán nó đi con sẽ ở đâu không? Khánh Quốc Trung chưa từng thấy vẻ mặt dọa người của con trai mình bao giờ, nên tính tính có vẻ dịu lại đôi chút. Nhưng rất nhanh, lông mày lão nhíu lại, đây là phòng của tao, tao thích thì bán. Phòng này bán đi, mày có thể đến chỗ mẹ mày mà ở. Cũng không biết đứa khốn nạn nào báo cảnh sát, khiến ông mày bị nhốt trong đó lâu như vậy. Tao nói mày nghe, hiện tại đừng đến tìm tao khiến tao đen đủi thêm nữa. Tòa án phán quyết con cho người nuôi. Khánh Trần nói, mẹ mày hiện tại là người có tiền. Khánh Quốc Trung kéo cổ áo nói, nhà cô ta rộng thênh thang, mày có thể đến đó mà ở. Vậy tiền hôm qua con để dưới đuôi giường đâu? Khánh Trần hỏi, không biết. Khánh Quốc Trung nói, tiền đó mẹ mày cho mày à? Hiện tại cô ta không thiếu mấy nghìn tiền lẻ ấy đâu. Mày cứ tìm cô ta, sau này đừng tìm tao nữa. Tao cũng không hiểu nổi. Thời điểm tao và mẹ mày ly hôn sao mày nhất định muốn theo tao? Khánh Trần nhìn lão nói, tối thiểu, mỗi tháng mẹ còn gửi tiền sinh hoạt. Vậy người cho con được thứ gì đây? Khánh Quốc Trung nghe được những lời này, có cảm giác không vui. Mày thật sự nghĩ mẹ mày gửi tiền sinh hoạt là vì mày sao? Là vì cô ta thôi. Khánh Trần ngạc nhiên. Khánh Quốc Trung hùng hổ, mày biết tại sao tiền sinh hoạt cô ta không chuyển cho mày không? Bởi vì bọn tao đã có ước định với nhau, nếu mỗi tháng cô ta chuyển tiền sinh hoạt gửi cho tao, tao mới đồng ý ly hôn. Nếu không tao sẽ làm loạn lên, xem cô ta làm sao cưới được đây. Thì ra là thế. Khánh Trần thở dài. Khánh Quốc Trung tiếp tục nói, hiện tại cô ta có được cuộc sống sung túc rồi, cho mày mấy nghìn mày đã thấy cô ta tốt hơn tao. Cô ta cũng không tốt lành gì đâu. Sau khi tao bán được căn phòng này, sẽ để lại cho mày ít tiền học đại học. Chỉ có điều Khánh Trần biết, tiền ấy là mình dùng cả mạng sống để đổi lấy, không phải mẹ hắn Trương Uyển Phương cho. Bởi vậy, theo ước định của hai người trước khi ly hôn, Trương Uyển Phương chưa từng cho hắn thêm một đồng nào ngoài định mức. Khánh Quốc Trung nói cho hắn tiền học đại học cũng chỉ là nói cho vui miệng mà thôi. Trong thế gian này, ai có thể tin được dân cờ bạc? Giờ phút ấy, cuộc sống hiện tại của Khánh Trần lộ ra một mặt dữ tợn nhất, một mặt đẫm máu, xấu xí. Dưới vực sâu như có vô số đôi tay đen tối dồn dập kéo hắn xuống, không ngừng không nghỉ. Khánh Trần ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Khánh Quốc Trung. Trong đáy lòng không ngừng rằng xé ấy bỗng nhiên yên tĩnh lại. Người bán căn phòng này đi, sau này chúng ta sẽ không còn là cha con nữa. Khánh Trần nói xong bèn quay người bước ra hành lang. Giang Tuyết đang ở căn phòng bên cạnh. Mấy lần cô định lao ra mắng vào mặt Khánh Quốc Trung, cô muốn kéo Khánh Trần lại an ủi. Nhưng cô vẫn còn nhớ như in lời Khánh Trần nói, tuyệt đối không để Khánh Quốc Trung nhìn ra điều gì. Sau khi căn phòng được bán, ông ấy sẽ không tới đây nữa. Nhưng nếu ông ấy biết cô Giang Tuyết và cháu có mối quan hệ tốt, sau này sẽ tìm cô vay tiền. Cho nên, Khánh Trần muốn cắt đứt hẳn mối quan hệ này, chứ không phải dây dưa không rõ. Khánh Quốc Trung phía sau không hề có ý giữ Khánh Trần lại. Ông ta quay qua nói với môi giới, thấy không, mọi chuyện đã được giải quyết. Cậu tranh thủ kiếm người mua nhà, chúng ta cùng nhau đến cục quản lý nhà đất. Hôm nay, dứt điểm làm xong thủ tục, để bọn họ giao tiền đặt cọc. Khánh Trần bước xuống con đường hành thự, hắn nhìn từng chiếc xe đi tới đi lui. Ông chú bán khoai nước ven đường đã bắt đầu nổi lò, đồng thời bắt đầu kiểm tra từng củ khoai lang xem đã chuẩn bị ổn thỏa chưa.
một người trung niên đang gọi điện thoại đi qua hắn. Người này đang gọi điện về nhà báo mình phải tăng ca, không thể về nhà ăn cơm được. Chiếc xe bus số 4 từ từ dừng lại tại điểm dừng đỗ. Lái xe bực bội, chán nản chờ đoàn khách xuống xe lên xe. Còn những người ngồi lại tiếp tục hành trình, chẳng có việc gì làm thì ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến Khánh Trần. Hắn có cảm giác thế giới này mọi thứ đều trở nên xa lạ. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, hắn lấy ra nhìn thì thấy Trương Uyển Phương gọi đến. Khánh Trần bấm nút côn, alo. Trương Uyển Phương nói, Tiểu Trần, cuối tuần này mẹ phải đi công tác, không thể tới thăm con được. Khánh Trần cúp điện thoại, sau đó chặn số Trương Uyển Phương và Khánh Quốc Trung. Đồng thời xóa kết bạn và chặn tất cả trên WeChat. Chẳng bao lâu, Giang Tuyết đã đuổi tới. Cô nắm thật chặt tay Khánh Trần hỏi thăm, Tiểu Trần, cháu không sao chứ? Khánh Trần nở nụ cười, chuyện vứt bỏ quá khứ thật sự không khó như trong tưởng tượng. Có điều cháu còn muốn làm một chuyện, gần nửa đêm. Khánh Quốc Trung vừa đi vừa hát dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Ông ấy vừa mới uống rượu, tâm trạng khá vui vẻ. Ông ấy cầm theo một cái túi ni lông màu đen, bên trong là mấy chục nghìn tệ. Tay kia ông ấy đang cầm điện thoại nói chuyện, alo, lão Trương, ông đánh bài ở đâu vậy? Có thiếu người không? Ông nói cái quái gì vậy? Tôi hôm nay có tiền, tiền tôi mới, bán căn phòng chuẩn bị đến chiến với mọi người. Hôm nay phải khiến mọi người đến cái quần cộc cũng không còn. Được được được, tôi đang ở gần đó đây, ông chờ chút tôi tới liền. Lúc này, lão bỗng nhiên có cảm giác xảy ra chuyện, sau đó quay ngoắt đầu nhìn lại. Có điều, phía sau lưng mình chẳng có gì. Trong đêm tối, ven đường chỉ còn lại mấy con mèo hoang lượn lờ quanh hàng cây xanh. Khánh Quốc Trung cười cười, sao mình có thể sợ vớ sợ vẩn được nhỉ? Có thể di chứng do bị nhốt quá lâu ở sở cảnh sát đây mà. Mẹ nó, nếu ông mày biết ai báo cảnh, nhất định sẽ đánh gãy chân nó. Khánh Quốc Trung nhủ thầm. Ông ta nói xong thì tiếp tục đi, qua hai ngã rẽ lão vội vàng bước vào một chung cư. Chờ ông ấy bước vào, Khánh Trần từ một chỗ trong bóng tối của tòa nhà bước ra. Alo, sở cảnh sát phải không? Tôi muốn báo cáo, có đánh bạc số tiền rất lớn ở phòng 301 cổng số 3 tòa nhà 7 Lạc Ấn. Khánh Trần cầm điện thoại tiếp tục nói, vâng đúng rồi, chắc chắn bọn họ có từ 3 người trở lên. Tiền hơn 50.000 trở lên, đã đủ để truy tố. Các người nhanh đến, yên tâm đi bọn họ không chạy được đâu. Khánh Trần nói xong bèn cúp điện thoại, sau đó cũng đi vào trong hành lang. Thật sự, khi học tập kỹ năng chiến đấu, Khánh Trần không bao giờ nghĩ tới sẽ vận dụng nó vào trong trường hợp này. Không biết khi Diệp Vãn biết được sẽ có thái độ như thế nào. Chương 132, Săn Khánh Hoài. Phòng 301, cổng số 3, tòa nhà 7 Lạc Ấn, có 4 tên đàn ông đang ngồi đánh bài. Bên cửa sổ còn có một người phụ nữ bế một đứa bé khoảng chừng 1 tuổi đứng đó. Đây là một tụ điểm đánh bài gồm 5 người. Có một đôi vợ chồng kinh doanh việc này, bọn chúng không những tham gia đánh bạc còn bắt con bạc trả tiền cắt phế. Thời điểm đánh bài, người chồng sẽ tham gia cuộc chơi, còn vợ đứng ở cửa sổ canh gác. Trong phòng vô cùng sôi nổi, tiếng trà mạt chược không ngừng vang lên. Nhưng vào lúc này, người phụ nữ bỗng nhiên tỏ ra lo lắng, đừng xoa, tôi nhìn thấy hai xe cảnh sát vừa vào sân, chạy mau. Cô ta nói xong bèn ôm đứa con của mình đến khu vực cầu giao tổng, ngay lập tức tắt hết tất cả công tắc. Thời gian đã gần nửa đêm, trong phòng bóng đèn đã được tắt hết, cho nên ánh đèn điện thoại vô cùng chói mắt. Trên bàn đánh bài, bốn người đàn ông sờ soạng đứng dậy. Khánh Quốc Trung còn lẩm bẩm, thật sự đen đủi, vừa nói vừa chạy ra ngoài hành lang. Có điều, bên trong hành lang trước đó còn sáng trưng mà nay đã tối mò mò. Tòa nhà này cũng đã cũ kỹ, trên hành lang không có lấy một cái cửa sổ. Trên hành lang tối đến mức độ, đám người Khánh Quốc Trung vừa mới từ trong nhà sáng trưng bước ra trong nhất thời không sao nhìn thấy trong hành lang có gì. Trong bốn người có một người nói ra, xuống dưới chúng ta chia ra mà chạy, tòa nhà này có 4 cửa. Bọn chúng muốn bắt tất cả chúng ta là điều không thể, ai không may thì ráng mà chịu. Lão ta vừa dứt lời bỗng nhiên cảm giác trong hành lang tối tăm có tiếng gió đánh tới. Một lát sau, người này cảm thấy vị trí dạ dày mình có người đấm vào. Thân thể lão đang đứng trên cầu thang bỗng nhiên gập lại như con tôm. Nhưng không phải chỉ đánh mình gã, thừa dịp bóng tối người này tiếp tục đánh 3 người bạn đánh bạc của gã. Chỉ 10 giây ngắn ngủi,
người này đã liên tiếp đánh gục từng người một. Đám con bạc còn chưa nhìn thấy điều gì, bọn họ chỉ cảm nhận được người này đã sớm tính toán kỹ mọi việc, bao gồm cả phản ứng của mọi người. Giống như khi vở diễn vừa mới bắt đầu, từng giây từng phút bọn họ đều diễn theo kịch bản đối phương soạn sẵn. Bọn họ có khi còn không được tính là diễn viên, chỉ được coi là bốn đạo cụ. Mẹ nó, uệ, một tên đánh bạc bị đánh cho nôn uệ, ai vậy? Ai? Chỉ có điều đối phương không nói gì. Người này nhìn thấy cảnh sát gần tới bèn nhanh chóng chạy ra ngoài. Rất nhanh, Khánh Trần đã tới hàng cây xanh của khu nhà, yên lặng nhìn cảnh sát dẫn bốn người lần lượt lên xe. Điều này đúng với lời hứa hắn đã nói với người trực ban, đám cờ bạc kia sẽ không thể nào thoát được. Như vậy bọn họ chắc chắn không thể chạy được. Khánh Trần là người uy tín. Giống như thời điểm trên núi Lão Quân, hắn đồng ý Hồ Tiểu Ngưu sẽ giết tên thủ lĩnh, thì tên thủ lĩnh nhất định phải chết. Thời gian đếm ngược đã đến. Xuyên qua, khi thế giới hắc ám biến mất, Khánh Trần đã ngồi trước đống lửa, người bên cạnh là Lý Thúc Đồng. Vị sư phụ ấy nhìn qua Khánh Trần, trở về rồi sao? Mở hai lòng bàn tay cho ta xem. Khánh Trần nghe lời mở hai bàn tay ra. Lý Thúc Đồng gật đầu, vết thương còn rất mới, xem ra tại thế giới bên ngoài đã luyện tập rất nhiều. Kết quả thế nào? Có thể tự mình leo lên 20 mét vách núi dựng đứng. Khánh Trần thành thật trả lời, nhưng chỉ được 3 lần thành công. Lý Thúc Đồng xúc động, người học sinh này thật sự khiến mình không phải lo lắng nhiều. Không cần mình phải đôn đốc, không cần mình trách mắng, cậu bé sẽ dùng một cách khắc khổ nhất ước định cho bản thân. Nếu so sánh việc này với thời điểm lão và sư huynh của mình là Trần Gia Trương, tuổi nhỏ ham chơi lười biếng. Người đệ tử này của mình quá mức siêng năng. Nếu khi ấy, mình và sư huynh cũng chăm chỉ như vậy, sư phụ chắc chắn không phải tức giận, mà sẽ là vui vẻ. Chỉ có người thực sự trải qua bài huấn luyện đó mới có thể hiểu. Trên người chồng chất vết thương vẫn phải miệt mài leo lên, dồn hết thể trọng cơ thể vào những đầu ngón tay để đi tìm cảm giác. Đau nhức toàn thân, vẫn phải duy trì sự tỉnh táo. Có đôi khi người ấy hối hận tại sao mình có thể lựa chọn con đường khó khăn thế này. Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần hỏi, ta cảm thấy con cũng chẳng vui vẻ gì. Vì sao không vui vẻ? Khi còn trẻ đừng quá nặng nề, hãy vui vẻ vì thành quả huấn luyện của mình. Khánh Trần nhỏ giọng nói, sư phụ, con đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ, cắt đứt hoàn toàn ký ức ấy. Lý Thúc Đồng ngơ ngác, trước đó, nhìn thấy cuộc sống của con khổ cực như vậy, còn cả cái tính nhẫn nại, ép bản thân, sống theo khuôn khổ, ta còn tưởng rằng con không còn cha mẹ chứ. Khánh Trần nghe xong chỉ biết nín lặng, đùa chút thôi mà. Lý Thúc Đồng nhỏ giọng hỏi, cảm giác thế nào? Mới đầu có cảm giác mất mát, đau khổ. Khánh Trần suy nghĩ rồi trả lời, nhưng sau khi báo cảnh sát bắt cha, tâm lý con trở nên thoải mái. Mà bây giờ, khi trở lại thế giới bên trong lại cảm giác mờ mịt, cảm thấy không còn chân thực. Thời điểm khi còn bé, mỗi lần vào mùa đông, khi cha mẹ về nhà thường mua khoai lang nóng cho hắn ăn, đó là món đồ ăn vặt mà hai người bọn họ thích ăn nhất. Mẹ sẽ nhắc hắn mặc quần áo ấm vào, còn hâm nóng lại sữa cho hắn, để hắn có thể mang tới trường học. Mùa hè, cả nhà ba người sẽ lên núi nghỉ mát. Cha dùng đôi bàn tay to lớn vốc nước từ dưới suối lên, sau đó khoe với con trai bắt được rất nhiều nòng nọc. Những ký ức tốt đẹp ấy hiện ra rõ mồn một trước mắt Khánh Trần. Cũng không hiểu tại sao cuộc sống lại biến đổi thành như bây giờ. Nhưng thời điểm hắn quyết định cắt đứt, quá khứ đã thành mây khói, nó chỉ còn tồn tại trong ký ức Khánh Trần, còn có cả trong những tấm ảnh cũ. Cho nên dần biến thành không chân thực, ai cũng không thể trở về, không còn phải chờ đợi bất kỳ ai. Lý Thúc Đồng yên lặng giây lát, sau đó vỗ vỗ vào vai của hắn, đứa bé ngốc, chẳng phải con còn sư phụ sao? Vâng, Khánh Trần nhẹ nhàng trả lời. Lý Thúc Đồng nhìn lên bầu trời nói, có đôi khi ta có cảm giác, con là con của ta. Thời điểm nhìn thấy con khắc khổ luyện tập, ta luôn dằn lòng phải nhẫn tâm nhưng không dám nhìn, sợ rằng mình sẽ đau lòng. Thời điểm con trở về lần trước, vết thương trên cơ thể chằng chịt, bàn chân toàn máu là máu, ta đã tưởng tượng con gặp phải chuyện gì. Con phải hiểu, sư phụ không phải người nhẫn tâm như vậy, chỉ là sư phụ biết con đường này phải tự mình con bước, đó mới là cuộc sống của con. Đột nhiên Khánh Trần hỏi, sư phụ, lần này ngài dẫn con ra ngoài, có phải vì Khánh Hoài phòng 4 Khánh Thị không? Ừ, Lý Thúc Đồng cười cười, đúng, chính là vì tên đó. Ta biết nhiệm vụ của thằng đó là vào vùng đất cấm kỵ 002 lấy một vật.
Giống như nhiệm vụ của con là vào nhà tù số 18 lấy vật cấm kỵ ACE-005 vậy. Thầy tìm thằng đó làm gì? Khánh Trần hỏi. Tất nhiên là để chế tạo một cơ hội cho con giết nó rồi. Sắc mặt Lý Thúc Đồng dần trở nên lạnh lùng, phòng 4 vi phạm quy tắc tranh đoạt cái bóng. Người lớn trong nhà vụng trộm sai tử sĩ đến ám sát con, ta là sư phụ sao có thể nhịn chuyện này được? Dựa vào cái gì thời điểm tranh đoạt cái bóng bọn chúng đều có người giúp, mà con chỉ được một tên bảo kê ở viện dưỡng lão? Khánh Hoài không chết, làm một sư phụ như ta thật sự không xứng. Cảm ơn sư phụ. Khánh Trần nhìn lên bầu trời nói. Mấy ngày trước, thời điểm Lý Thúc Đồng dạy hắn tiết học thứ tư, dạy hắn cách trở thành thợ săn. Khánh Trần đã loáng thoáng hiểu ra, Lý Thúc Đồng dẫn hắn đi săn, không phải săn dã thú mà là Khánh Hoài. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 133, Lữ Khách Thời Gian Trong Đội Săn Thú. Tranh đoạt vị trí cái bóng là 9 người xuất phát cùng một vị trí, chế độ công bằng. Lý Thúc Đồng bên cạnh đống lửa mỉm cười, nhưng thế gian này chẳng có gì tuyệt đối công bằng. Một thí sinh tranh đoạt cái bóng, phía sau đều có các phe phái trong gia tộc che chở. Trong cuộc chiến này, bọn chúng sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn của mình giúp đỡ thí sinh đó. Ủng hộ Khánh Hoài là phòng 4, vậy những thí sinh khác thì sao? Ai đang ủng hộ bọn họ? Khánh Trần tò mò hỏi. Ủng hộ Khánh Hoài không chỉ mình phòng 4, mà còn cả phòng 3 do bị con chiếm mất vị trí. Thậm chí có cả chi thứ Lý Thị cũng đang ủng hộ. Có thể nói tên đó được người ta kỳ vọng rất nhiều. Lý Thúc Đồng cười, chờ đến khi sư phụ giúp con giết chết Khánh Hoài, khiến những người này muốn khóc cũng khóc không được. Khánh Trần vẫn chưa hiểu, phòng 3 ủng hộ thì con hiểu được. Nếu tương lai Khánh Hoạt đoạt được vị trí cái bóng tất nhiên sẽ có nhiều ưu đãi cho phòng 3, nhưng chuyện này liên quan gì tới Lý Thị? Bởi vì bà nội Khánh Hoài là người Lý Thị. Lý Thúc Đồng cười, hiện tại những tập đoàn này đã có mối quan hệ phức tạp. Cũng giống như gia tộc Thần Đại muốn thúc đẩy việc thông gia nhằm tạo ra tình trạng như vậy. Giống như Thần Đại không âm gả cho con trở thành cái bóng. Có lẽ đời thứ nhất con còn khống chế không cho Thần Đại ảnh hưởng đến Khánh Thị. Nhưng đời con cháu thì sao? Con cái đều do Thần Đại không âm dạy bảo, hơi tốt với gia tộc Thần Đại một chút có là gì? Loại ảnh hưởng này về lâu về dài dần biến đổi một cách tự nhiên. Thầy đừng có dùng con và Thần Đại không âm làm ví dụ có được không? Khánh Trần cảm thấy kỳ lạ. Lý Thúc Đồng cười nói, thẹn thùng cái gì? Con phải thích cô ấy, trước khi sư phụ bắt tay vào làm việc chính, con phải hoàn thành việc này. Không cần phải chờ cái gì mà 3 năm ước hẹn. Thầy dừng lại, đừng nói nữa. Khánh Trần vội vàng chuyển đề tài, cho nên, chủ nhân Khánh Thị mới bố trí một tên ở tít ngoài rìa tránh cho hậu quả sau khi kết hôn. Để Khánh Thị không ảnh hưởng gì, cái này ta không biết. Lý Thúc Đồng thích thú nói, Khánh Tầm, chủ nhân Khánh Thị là người cực kỳ thần bí, rất ít xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Rất ít đưa ra quyết định trực tiếp, cũng có rất ít người đoán được suy nghĩ của ông ta. Khánh Trần thì thầm, Khánh Thị hết đời này qua đời khác đều có tiết mục đấu đá, khiến người với người giết hại lẫn nhau, chẳng phải chết đi rất nhiều nhân tài sao? Cũng không phải. Lý Thúc Đồng nói, tranh đoạt cái bóng ở giai đoạn giữa, có một vài người biết mình không thể tranh đoạt được, sẽ lựa chọn rút lui. Giống như Khánh Hoài, có rất nhiều người cảm thấy mình không thể đấu lại, nếu còn tiếp tục tranh thì sẽ chết. Những người này sẽ bỏ qua cơ hội đó, bắt đầu quay qua ủng hộ. Khánh Hoài, giống như việc đoạt đế, con đường đến đỉnh cao của Ung Chính, có cả Thái Tử Đảng, phe phái Bát Gia, Thập Tứ Gia. Nhưng chuyện này đối với một vài kẻ yếu, chọn con đường đi đúng đắn mới là phương án tối ưu nhất. Khánh Trần hỏi, vậy hiện tại Khánh Hoài là thí sinh nổi bật nhất sao? Bây giờ còn chưa nhìn ra được, loại chuyện này ở thời điểm ban đầu rất khó để biết được. Lý Thúc Đồng giải thích, có điều, Khánh Hoài sau khi tốt nghiệp trường quân đội hỏa chủng đã trực tiếp nhận quân hàm trung úy. Hiện tại ở trong 12 tập đoàn quân đội liên bang dù sao cũng là chức vụ thực, nên so với đám thí sinh khác thật sự có ưu thế hơn. Hiện tại thực lực của anh ta thế nào? Khánh Trần hỏi, hiện tại đừng quan tâm đến chuyện này. Lý Thúc Đồng nói, không cần phải tốn sức với một người đã chết. Khánh Trần nghe xong chỉ biết nín lặng. Nhưng vào lúc này, khu vực cắm trại của đội săn thú cách đó không xa, có 2 người bước ra khỏi lều vải. 2 người này vừa đi vừa vung tay múa chân,
còn có tiếng cười ngây ngô. Lý Thúc Đồng thở dài, hai thằng nhóc nghiện chip. Những năm gần đây, tập đoàn xuất đám không ra gì ngày càng nhiều. Hai người kia từ từ lại gần đống lửa, có một người trong đó nhìn chằm chằm Lý Thúc Đồng và Khánh Trần. Cười ngây ngô nói, hai người hầu bọn mày nhanh thêm củi vào trong đống lửa đi, cả ngày chỉ biết ăn với nằm. Không thấy đống lửa bên kia của bọn tao đã gần bị tắt rồi à? Lồng ngực Khánh Trần co lại, hắn nhìn thấy lông mày Lý Thúc Đồng nhíu lại, chuẩn bị đứng lên. Hắn nhanh chóng đè tay sư phụ xuống nói, để con thêm củi. Khánh Trần nói xong bèn chạy đến chỗ đống lửa đội săn thú, cho củi vào. Đống lửa lại lần nữa bùng cháy lên. Hai tên thiếu gia ăn chơi lêu lổng lúc này mới cười khúc khích, bước vào trong lều vải của mình. Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng nói, thầy đang định ra tay sao? Thật sự không cần phải vậy, loại chuyện nhỏ này con làm được mà. Ngài tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, con chỉ sợ ngài giết cả đội săn thú. Lý Thúc Đồng thở dài, Tiểu Trần à, sư phụ vì để bọn chúng sống, áp lực thật sự rất lớn. Khánh Trần nín lặng, được được được, ngài thật sự mạnh nhất, ngài nói gì cũng đúng. Hắn cúi xuống nhìn đếm ngược trên cánh tay, trở về đếm ngược, 165 tiếng 45 phút 21 giây giây. Lại là 7 ngày, ta đi ngủ. Lý Thúc Đồng nói, con còn chưa ngủ sao? Dĩ Dĩ đã chuẩn bị lều vải cho con rồi đấy. Sư phụ, ngài đừng nói linh tinh có được hay không? Khánh Trần giở khóc giở cười, thầy ngủ trước đi, con muốn ở lại đây quan sát thêm chút nữa. Khánh Trần không nói hắn muốn quan sát điều gì. Sáng sớm hôm sau, gia tộc Thần Đại dẫn đầu thu dọn lều trại chuẩn bị xuất phát. Lý Y Nặc gọi tất cả đám thiếu gia còn đang say giấc trong lều vải, ném từng người một vào trong xe. Những người này có người say rượu còn chưa tỉnh, có người là do chơi chip. Toàn bộ đội săn thú có hơn 100 người, trong đó hơn một nửa giống như bùn nhão, không thể nào tưởng tượng nổi. Khánh Trần nói nhỏ với Lý Thúc, Đồng, chẳng trách tập đoàn không cho bọn chúng nắm giữ quyền lực. Nếu không một tòa nhà cao tầng rất nhanh sẽ bị sụp đổ. Lý Thúc Đồng gật đầu, mỗi thời đại của tập đoàn đều chia làm hai loại người, một loại thông minh, cực kỳ thông minh. Còn một loại ngu ngốc, lại cực kỳ ngu ngốc. Hiện tại, chỉ còn mình Nam Canh Thần ngồi yên lặng ôm đầu cạnh đống lửa, nhìn từng người một bị Lý Y Nặc ném lên xe. Khánh Trần có thể thấy, cậu ta mỗi lần không nhịn được bèn liếc nhìn về phía mình, sau đó tiếp tục nhẫn nhịn. Tiến bộ khá lớn, Khánh Trần lẩm bẩm. Nếu vào trước kia, chắc chắn thằng chó đó không thể nhìn được như vậy. Có điều, đột nhiên cảm giác được có điều không đúng. Hắn kiểm tra lại ký ức một lần, bỗng nhiên phát hiện tên thiếu gia ăn chơi hôm qua nay đã thay đổi hoàn toàn. Hôm nay, người này không chỉ tỉnh rượu, mà đã không còn chơi đùa với bạn của mình nữa. Tên này không ngừng quan sát xung quanh, vô cùng cẩn thận. Người này xa cách đám bạn, không phải vì không thích sống chung, mà là hoàn cảnh đột nhiên có sự thay đổi, mới mẻ mà xa lạ. Khánh Trần nhìn Lý Y Nặc, cô gái cơ bắp vẫn ra vẻ hờ hững. Nhưng thực chất cô đã liếc nhìn tên thiếu gia có vẻ lạ kia ba lần. Cô gái này cũng đã phát hiện ra đây là lữ khách thời gian, có một điều mà cô gái này không biết. Lần xuyên qua này, bên trong đội ngũ cắm trại của họ không chỉ có một lữ khách thời gian. Còn một người nữa, người trẻ tuổi này đang chơi đùa cùng đám thiếu gia khác. Kỹ năng diễn xuất của người này khá chất lượng. Khánh Trần cảm thấy thú vị, lần này có thêm hai người chơi cao cấp. Nhưng dù đối phương diễn thế nào cũng không lừa gạt được Khánh Trần, không phải chỉ mình cử chỉ thói quen không giống, còn có. Mỗi người khi trở thành lữ khách thời gian, sau khi xuyên đến thế giới bên trong, nhận ra mình ở trong lều vải, điều đầu tiên người ấy nhịn không được chính là tâm lý muốn nhìn xem thế giới này thế nào. Đây là những điều hắn nói lại cho Lý Thúc Đồng sau khi quan sát được. Chương 134, Trai Bào. Sau khi Khánh Trần hoàn toàn xác nhận thân phận lữ khách thời gian, hắn nhỏ giọng nói với Lý Thúc Đồng, sư phụ, lần xuyên Việt này xuất hiện hai lữ khách thời gian. Một người thay thế thiếu gia Lý Thị, một người thay thế một người hầu. Ồ, Lý Thúc Đồng nghi ngờ, vì ngay cả lão cũng chỉ nhận ra được một người, không ngờ Khánh Trần nói đến hai người. Điều này không phải do năng lực quan sát của Lý Thúc Đồng không tốt, mà vấn đề này Khánh Trần chiếm ưu thế tuyệt đối. Thêm vào đó, Khánh Trần đã nghiên cứu rất kỹ tâm lý nhóm lữ khách thời gian, nếu không như vậy cũng không cần nửa đêm nửa hôm lén lút xem ai ra khỏi lều. Lý Thúc Đồng nhỏ giọng nói, một người khác là ai, để ta nhìn xem một chút. Khánh Trần nhìn tên con trai đang giả làm người hầu kia, sau đó nói với Lý Thúc Đồng,
Người này diễn xuất cực kỳ tốt, đóng giả vô cùng đạt, tiến vào trạng thái hòa nhập cũng nhanh. Nhưng sư phụ, ngài nhìn kỹ xem tên này vừa làm việc vừa quan sát người khác, để tên này có thể bắt chước làm theo. Ừ, Lý Thúc Đồng nhìn lại, sau đó nhỏ giọng phê bình, tên này học thì nhanh đấy, nhưng cho người ta cảm giác là người chưa từng làm qua việc này. Nhìn qua rồi thực hành, không phải dễ như vậy, nhìn làm việc chẳng đâu vào đâu. Vâng. Khánh Trần bình luận thêm, sư phụ ngài nhìn xem, những người hầu khác nói chuyện với cậu ta trả lời vô cùng ngắn gọn, cũng khá thông minh. Hai vị lữ khách thời gian mới còn đang khổ sở suy nghĩ, làm cách nào để tồn tại được đây. Còn bên này hai thầy trò giống như xem kịch. Quan trọng là, hai người mới này nào biết có người đang xem mình biểu diễn. Nếu hai người này biết được, mỗi hành động của mình đang được người khác bình luận, không biết sẽ nghĩ thế nào. Lúc này, Lý Y Nặc nói mọi người lên xe, sau đó nói điều gì với người trung niên, giống như giao nhiệm vụ. Chỉ thấy, người trung niên kia tiến lại vị lữ khách thời gian bị lộ kéo lên xe Lý Y Nặc. Lý Y Nặc có vẻ không muốn trực tiếp vạch trần thân phận người này, mà muốn đơn độc thẩm vấn. Thợ lái chính đeo cặp kính kỳ lạ kia tiến lại gần chỗ Tần Thành nói chuyện, tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là Tiêu Công, thợ lái chính của đội săn thú lần này. Từ giờ trở đi, chúng tôi trưng dụng hai chiếc xe của các người bởi vì bọn tôi mới thiệt hại bốn chiếc. Cho nên muốn đám người hầu ngồi ở phía thùng xe của các người. Thợ lái chính tên là Tiêu Công nhìn qua rất trẻ, khoảng chừng 20 tuổi, nhưng cách nói chuyện vô cùng trôi chảy. Tần Thành nói ra khó khăn của mình, xin chào ngài, là như vậy, chúng tôi còn có nhiệm vụ đi săn. Tiêu Công lắc đầu, cắt lời lão, Lý Thị sẽ đền bù xứng đáng cho ông. Với lại, tôi biết các người muốn bắt diều hâu nên mới phải xuôi nam. Nếu như vậy chúng ta cùng đi cũng được, mọi người đều có mục tiêu là vùng đất cấm kỵ 002. Anh ta vừa nói xong, bèn vẫy tay bảo đám người hầu ngồi phía sau thùng xe, không cho Tần Thành cơ hội từ chối. Tập đoàn trưng dụng xe của ai, cần gì phải thương lượng. Nếu không phải gặp được Lý Y Nặc, phân biệt rõ phải trái, làm việc thẳng thắn mà gặp phải một người khác đến, có khi còn không nhận được tiền đền bù. Khánh Trần thở dài, nếu đám kia biết được bên trong đội thợ săn kia có ai, chắc hẳn muốn tránh càng xa càng tốt. Lần này mọi người bị ép đi cùng nhau, sư phụ đành phải chịu đựng vất vả rồi. Có một chuyện thú vị, đó là vị người hầu vừa mới xuyên qua kia, ở cùng một thùng xe với bọn họ. Đội săn thú bắt đầu lên đường, chiếc xe chắn ngang đường nhỏ cuối cùng cũng tránh ra. Đội xe gia tộc thần đại từ từ theo sau, không hề có ý định vượt qua. Hiện tại, trên thùng xe có 8 người ngồi, bao gồm Tần Dĩ Dĩ, Khánh Trần, Lý Thúc Đồng và 5 người hầu. Tần Đồng đã ngồi lại trong xe, tạo cho em gái mình không gian thoải mái. Chiếc xe không ngừng sóc này, Khánh Trần thờ ơ hỏi đám người hầu, lúc trước chúng ta đã gặp nhau, khi ấy đội xe không hề có vết cắt cũng như hư hại. Với cả làm, sao thiếu mất 4 xe rồi? Một người hầu trung tuổi bình tĩnh trả lời, chuyện này cũng chẳng phải là bí mật gì. Hình như trên hoang dã có một đội ngũ vô cùng huênh hoang. Khi đó chúng tôi còn chưa hiểu gì, hai bên đã lao vào nhau chiến đấu. Đám người hoang dã huênh hoang, Tần Dĩ Dĩ cảm thấy kỳ lạ, có ý gì đây? Tần Dĩ Dĩ rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, thân hình cân xứng, đôi chân thon dài thẳng tắp. Trừ việc cô ở bên ngoài trời nhiều nên làn da có phần hơi đen, còn lại không có khuyết điểm nào. Ai cũng thích được nói chuyện nhiều với cô gái như vậy. Có một người hầu nữa lên tiếng giải thích, không biết đội ngũ kia nghĩ gì, hay họ bị điên rồi. Bọn chúng không chỉ phá hủy một máy bay không người lái của Tiêu Công, mà còn khắc dòng chữ khiêu khích lên thân cây nữa chứ. Tần Dĩ Dĩ tò mò, khắc dòng chữ gì? Có gan đến phía Bắc bắt bọn tao đi. Người hầu kia tươi cười hớn hở, người bình thường thấy đội săn thú đều vắt chân lên cổ mà chạy, ai ngờ lại có đội ngũ trong hoang dã mạnh mẽ như vậy. Trong chớp mắt ấy, Khánh Trần và Lý Thúc Đồng cúi đầu xuống nhìn sàn của thùng xe. Một người hầu khác nói thêm, ngay từ đầu mọi người đã biết đám người hoang dã kia đã mai phục, có chuẩn bị kỹ lưỡng để tấn công. Lúc ấy, Tiêu Công cũng tỏ ra lo lắng. Kết quả chúng tôi đánh cho bọn họ tè cả ra quần. Nếu như không phải có mấy người trong nhóm làm việc hấp tấp, có lẽ chúng tôi đã giành thắng lợi hoàn toàn. Khánh Trần và Lý Thúc Đồng có thể tưởng tượng được hoàn cảnh khi đó, đám người hoang dã không ngờ gặp phải chiến đấu, mà phía đối diện là đội săn thú đang vô cùng tức giận. Có khả năng, đám người hoang dã kia vẫn chưa nghĩ được mình đã làm gì khiến đám con cháu tập đoàn kia giận dữ đến vậy.
Sau đó thì sao? Tần Dĩ Dĩ tiếp tục hỏi. À, bọn tôi đánh cho chúng chạy toán loạn. Sau đó tiểu thư Y Nặc không cho đuổi theo, cô nói có chuyện quan trọng hơn cần làm, không rảnh chơi đùa cùng đám người hoang dã. Lúc này Khánh Trần nói, không biết mọi người xưng hô thế nào. Tôi giới thiệu một chút, tôi là Quảng Tiểu Thổ. Lý Thúc Đồng nói, tôi là Mộc Hữu Đồng. Hai thầy trò nhà này bắt đầu chơi trò chơi chém gió. Địa vị người hầu trong tập đoàn vô cùng thấp, nhưng trong mắt người bình thường lại cực kỳ cao. Giống như việc đánh chó phải ngó mặt chủ, đám người hầu trước mặt người thường hay ra vẻ tự cao tự đại. Bởi vậy, họ rất tình nguyện trò chuyện với những cô gái xinh đẹp như Tần Dĩ Dĩ. Nhưng nếu người hỏi là Khánh Trần, bọn họ lại tỏ ra hững hờ. Người hầu phía đối diện giới thiệu, Cao Thuận, Tống Tề Lương, Hoàng Thượng, Lữ Phát, Chu Huyên. Khánh Trần và Lý Thúc Đồng nhớ kỹ cái tên cuối cùng, Chu Huyên. Đây chính là một lữ khách thời gian mới tới. Tần Dĩ Dĩ tò mò, trong đội săn thú của các người. Người quyết định là tiểu thư Y Nặc phải không? Đương nhiên rồi, cô ấy chính là con gái đầu đời thứ ba Lý Thị, tất nhiên phải do cô ấy quyết định. Một người hầu giải thích, ồ, tôi nhìn thấy một người, con trai gầy gò hay đi cùng ngài ấy, người đó là ai vậy? Tần Dĩ Dĩ hỏi, chuyện này. Hoàng thượng có vẻ do dự chút, thật ra đấy là trai bao của tiểu thư Y Nặc, là một người đang được tiểu thư Y Nặc rất thích. Một người hầu tên Cao Thuận trừng mắt nhìn tên kia, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói không. Nếu không khi trở về sẽ bị vả miệng đấy. Khánh Trần không nói gì. Có điều hắn phát hiện ra, khi đám người hầu nói ra địa vị của Lý Y Nặc và nói cô ta thích bao nuôi con trai. Người lữ khách thời gian tên Chu Huyên kia, trong nháy mắt bỗng lộ ra một tia vui vẻ kỳ lạ. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm, của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 135, Cách Mở Đầu Kỳ Lạ. Đi qua đoạn đường ở giữa thành phố số 18 và thành phố số 10 được người sửa chữa, đoàn xe lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Vào giữa trưa, đội săn thú dừng xe lại ven đường, cấp tốc tiến hành chỉnh đốn. Khánh Trần thấy đám người hầu lấy ra bình đựng cơm giữ nhiệt mà hắn từng thấy, còn dùng loại lò vi sóng để nấu cơm xào rau mà không cần phải nhóm lửa. Có thể nói, đội săn thú mang theo máy phát điện tiên tiến hơn đám người trong hoang dã rất nhiều, có thể lưu trữ rất nhiều nguồn điện. Nghĩ lại cũng đúng, gia đình Tần Thành sử dụng máy bổ sung năng lượng điện có tên là Sơn Thức từng là vật dụng trên xe tăng chiến đấu. Tất nhiên đám con cháu tập đoàn sử dụng vật dụng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này, cuộc sống của những người trong tập đoàn và đám người hoang dã có sự chênh lệch rõ ràng. Gia đình Tần Thành chỉ có thể ăn lương khô và bánh protein, mà đội săn thú thì đang tiến hành nấu cơm. Vào lúc này, đội xe gia tộc Thần Đại vốn dĩ từ từ theo ở phía sau đội săn thú bỗng thừa dịp bọn họ còn đang nấu cơm, lập tức tăng tốc. Nhân cơ hội này bọn họ muốn thoát khỏi Lý Y Nặc. Lý Y Nặc hờ hững nhìn đoàn xe đối phương, cô không hề có ý định để đoàn xe đuổi theo, cho bọn họ chút thời gian, xem họ có thể chạy được bao xa. Khánh Trần và Lý Thúc Đồng giống như đang xem kịch, bởi vì mục tiêu của hai người không phải gia tộc Thần Đại. Cho nên bọn họ không cần quan tâm gia tộc Thần Đại có chạy được hay không. Nhưng có một chuyện khiến hai người cảm thấy ngạc nhiên. Đó là vị lữ khách thời gian được Lý Y Nặc gọi vào tên là Lý Thừa Hy, không ngờ giờ này vô cùng ngoan ngoãn đứng phía sau Nam Canh Thần. Nam Canh Thần đi đâu? Cậu ta theo đó. Nam Canh Thần ngồi xuống, tên này giúp cậu ta đặt xuống một cái đệm để ngồi. Sao chuyện này ta chẳng hiểu chút gì vậy? Lý Thúc Đồng than thở. À, Khánh Trần suy nghĩ rồi trả lời, sư phụ, con cũng không hiểu. Lý Y Nặc không quan tâm đến thân phận lữ khách thời gian còn chưa tính, nhưng không ngờ cô gái này biến Lý Thừa Hy thành thuộc hạ của Nam Canh Thần. Trước đó, Khánh Trần từng hỏi Nam Canh Thần, Lý Y Nặc có biết thân phận lữ khách thời gian của mày hay không? Nam Canh Thần trả lời, không biết. Lúc ấy Khánh Trần chẳng thèm nghĩ nhiều, nghe vậy tin vậy. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, kết hợp với cách nói của Nam Canh Thần, Khánh Trần nghi ngờ Lý Y Nặc biết bí mật của Nam Canh Thần. Với lại, Nam Canh Thần thực sự đáng tin hơn những người khác, thằng nhóc này là người coi trọng tình cảm. Nhưng để tên nhóc này che giấu hành vi đúng thật chọc mù mắt người tiếp xúc qua. Khánh Trần nhỏ giọng nói, sư phụ, còn nghi ngờ Lý Y Nặc biết thân phận lữ khách thời gian của Nam Canh Thần. Cho nên, cô ta muốn nhận vào những lữ khách thời gian mới,
dự định tạo thế lực tại thế giới bên ngoài cho Nam Canh Thần. Cô ta phát hiện ra lữ khách thời gian nào sẽ khống chế vào trong tay, sau đó để những người kia phục vụ Nam Canh Thần tại thế giới bên ngoài. Đây là suy đoán hợp lý nhất, nếu không chẳng có cách nào giải thích hành động của Lý Y Nặc. Có vẻ đúng. Lý Thúc Đồng giờ khóc giờ cười, con bé này đối xử với người bạn học của con đúng thật là chân ái. Ngay từ đầu, thời điểm hai thầy trò bị bắt phải theo đội săn thú, đã cảm giác con đường hoang dã này sẽ buồn tẻ lắm đây. Thế mà từ khi xuất hiện thêm hai vị lữ khách thời gian, hai người bỗng chốc biến thành một khán giả, vừa xem phim vừa thì thầm bàn tán. Cuộc sống bỗng chốc trở nên sáng sủa, hai người chuyển ánh mắt về phía Chu Huyên. Thời điểm đám người hầu tất bật nấu cơm, thằng nhóc này cũng bên cạnh chịu khó chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn như cắt thịt nhặt rau. Cậu ta không hề có ý sử dụng những đồ vật công nghệ cao để tránh việc bị phát hiện. Sư phụ, ngài xin xem. Những người khác không hề phát hiện ra nguyên nhân tại sao cậu ta không dùng đồ điện tử. Khánh Trần cười đùa nói, mọi người còn cảm thấy tên này đặc biệt siêng năng. Ừ, thằng nhóc này ánh mắt rất tốt. Vừa cắt thịt vừa quan sát người ta sử dụng đồ điện tử. Lý Thúc Đồng ngày càng cảm thấy thú vị. Tần Dĩ Dĩ cách đó không xa cảm thấy tò mò. Từ buổi sáng đã thấy hai thầy cho nhà này bắt đầu trở nên kỳ lạ, cứ ghé sát đầu thì thầm to nhỏ. Mỗi lần mình lại gần xíu xiu là đối phương ngậm miệng không nói gì nữa. Bực mình. À, sư phụ. Khánh Trần vừa nhai bánh protein vừa nói, thầy nhìn xem, Chu Huyên không ngừng để ý Nam Canh Thần và Lý Y Nặc, tên này quan sát vô cùng kỹ lưỡng. Cậu ta biết Nam Canh Thần. Lý Thúc Đồng nói ra suy nghĩ, hay là cậu ta phát hiện ra thân phận lữ khách thời gian của Nam Canh Thần? Chắc không phải. Khánh Trần lắc đầu, thầy nghĩ xem, nơi này cách thành phố số 18 rất xa, nếu dùng cách đối xứng giữa hai thế giới, cậu ta chắc hẳn ở thành phố nào đó phía Nam. Chu Huyên chắc chắn không thể biết Nam Canh Thần. Chiều hôm ấy, vị lữ khách thời gian này vẫn ngồi trên thùng xe cùng với bọn họ. Tên này nhiều lần cố ý hướng câu chuyện liên quan đến Lý Y Nặc, nhưng vì không muốn lộ thân phận và ý đồ của mình, cho nên nhiều lần thất bại. Khánh Trần nín cười, hắn vẫn chưa hiểu ý đồ đối phương là gì. Cuối cùng, Lý Thúc Đồng đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Lão ấy bàn với Tần Thành, chuyển tên người hầu tương đối cẩn thận trung thành lên xe ngồi, đưa anh trai Tần Dĩ Dĩ quay trở lại thùng xe phía sau. Ngồi trên xe tất nhiên dễ chịu hơn phía sau thùng xe nhiều, nên lão người hầu kia lập tức đồng ý. Ngay sau đó, Lý Thúc Đồng nhân dịp này hỏi tên người hầu lắm chuyện kia, nói cho chúng tôi nghe chút chuyện tên trai bao của tiểu thư Lý Y Nặc kia được không? Vị người hầu lắm mồm kia nhìn quanh thùng xe, phát hiện lão người hầu kia đã không còn trên thùng xe, lập tức nói liến thoáng, các người biết không? Gia tộc đã sắp xếp cho tiểu thư Lý Y Nặc mấy mối rồi mà cô ấy không chịu. Trước kia, ai cũng nghĩ cô ấy thích con gái, không ngờ một ngày cô ấy dẫn về một tên mặt trắng ấy. Cả một buổi chiều, mọi người đều tập trung nghe tên người hầu kia kể chuyện. Ở nhà, có một vị tiểu thư tên là Lý Đồng Vân cũng thuộc dòng chính, quan hệ rất tốt với tiểu thư Y Nặc. Tiểu thư Y Nặc thích tên mặt trắng, nhưng từ lúc Nam Canh Thần xuất hiện mọi người mới biết điều này, còn trước đó không ai biết sở thích cô ấy là như vậy. Chủ Lý Thị rất thích tiểu thư Y Nặc và tiểu thư Đồng Vân. Chu Huyên nghe được những lời này, đúng kiểu buồn ngủ gặp chiếu manh. Thậm chí tên này còn mấy lần liếc nhìn Lý Thúc Đồng ra vẻ cảm ơn. Đương nhiên, tên này tự tin hành động của mình không bị Lý Thúc Đồng phát hiện. Chu Huyên biểu hiện hết sức tự nhiên, ban đêm cũng không làm ra hành động nào khác lạ. Điều này khiến Lý Thúc Đồng và Khánh Trần thất vọng. Giữa trưa ngày hôm sau, Chu Huyên bưng đồ ăn vừa mới nấu xong đi về phía Lý Y Nặc. Thời điểm tên này đi đến trước mặt cô gái cường tráng kia, lúc đặt đĩa cơm xuống vừa nháy mắt vừa vén mái tóc có vẻ hơi dài của mình để lộ ra khuôn mặt đẹp trai. Lúc ấy, Khánh Trần và Lý Thúc Đồng còn đang ăn. Hai người không nhìn được vội phun thức ăn ra ngoài phụt. Sau đó, hai người giả bộ tự nhiên như không có việc gì. Người ngoài có thể không biết đang xảy ra chuyện gì. Nhưng hai thầy trò đã quan sát Chu Huyên từ lâu nên biết rất rõ Chu Huyên muốn làm gì. Hai thầy trò nghĩ hết mọi khả năng nhưng không sao nghĩ được. Từ sau khi Chu Huyên biết Lý Y Nặc thích mặt trắng, đã có suy nghĩ dùng sắc để tiến hành kế hoạch. Chương 136, đội hóng hớt. Hình thức này giống như thời điểm Lưu Đức Trụ lần đầu xuyên qua, trực tiếp lựa chọn tiếp cận Lý Thúc Đồng. Hiện tại, đám lữ khách thời gian tại thế giới bên ngoài rất rõ ràng, không có khả năng xuyên qua nhập vào nhân vật cao cấp.
Vậy nên muốn sinh tồn tại thế giới này, bước đầu tiên là kiếm một người có quyền thế bám vào. Người bám vào địa vị càng cao càng tốt, như vậy có thể dễ dàng kiếm được thuốc biến đổi gen, truyền thừa đường tắt, tài lực kinh tế, địa vị xã hội. Nếu đạt được điều ấy, có thể dẫn đầu trong nhóm lữ khách thời gian, giống như tình trạng Lưu Đức Trụ hiện tại, được đa phần lữ khách thời gian hâm mộ. Cậu ta sau khi tiếp xúc được với Lý Thúc Đồng, lập tức địa vị tại thế giới bên ngoài có sự biến đổi. Mà Lý Y Nặc là sự lựa chọn tốt nhất của Chu Huyên vào lúc này. Đây chính là con gái trưởng đời thứ ba của tập đoàn. Chỉ cần nhìn vị trí của cô ta trong đội săn thú đã không hề tầm thường rồi. Mặc dù cô gái có thần hình cao to vạm vỡ, nhưng chỉ nhìn khuôn mặt thì có thể chấp nhận được, trên mức trung bình. Cho nên, anh ta nhận định mình có khuôn mặt đẹp trai, diễn xuất giỏi. Điều này khiến Chu Huyên quyết định mục tiêu là Lý Y Nặc. Không thể phủ nhận, Chu Huyên là một trong những lữ khách thời gian đẹp trai nhất, nhìn giống hết nam chính trong các bộ ngôn tình. Dù sao đẹp trai là một điểm vô cùng hấp dẫn phái nữ. Trong trường đại học, Chu Huyên một lúc quen 4 cô gái, có thể đánh giá anh ta là một cao thủ tình trường. Có điều, Chu Huyên là người thông minh, tính nhẫn nhịn vô cùng cao, nên anh ta cũng không cố tình làm nhiều động tác nhỏ. Anh ta biết rõ, bây giờ mới chỉ bắt đầu, chỉ cần tạo ấn tượng tốt cho đối phương là được rồi. Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần xúc động nói, đám người ở thế giới bên ngoài đều không biết xấu hổ là gì như vậy sao? Khánh Trần ngứa ngáy, đó là trường hợp đặc biệt. Có điều người bạn học của con gặp phải tình địch. Lý Thúc Đồng cười nói, ta đã nhìn rõ, người bạn học này của con có vẻ ngây thơ, có phần hơi ngốc. Nếu đưa hai người lên mặt cân, người bạn học của con đúng thật không đáng xách dép cho tên kia. Khánh Trần thở dài, con lo lắng thay cho cậu ấy. Lý Thúc Đồng hỏi, vậy chúng ta còn tiếp tục tạo cơ hội cho Chu Huyên không? Rồi tiếp tục xem kịch, nếu làm như vậy sẽ hỏng chuyện tốt của bạn học con thì sao? Khánh Trần suy nghĩ, vẫn nên xem kịch thôi, dù sao cũng vui hơn. Hai khán giả nhiệt tình, vừa nói vừa nhìn nhau cười. Hắc hắc hắc, đếm ngược 126 tiếng. Đêm ngày thứ hai xuyên qua, Lý Thúc Đồng nói cho Khánh Trần biết, hai người đã rời nhà tù số 18 được 7 ngày, hiện tại họ đã đến rất gần vùng đất cấm kỵ 002 rồi. Có lẽ ngày mai họ sẽ nhìn thấy chỗ kia như thế nào. Lý Thúc Đồng dặn dò, sau khi đi vào, nhất định phải theo sát ta. Những chuyện khác thì sao cũng được, nhưng điểm này nhất định phải nhớ kỹ trong đầu. Vâng, Khánh Trần nghiêm túc gật đầu. Nhưng vào lúc này, đội nhiên Tần Dĩ Dĩ đến ngồi cạnh hai người, cũng không nói chuyện, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào đống lửa. Lý Thúc Đồng ngạc nhiên, cô bé, có chuyện gì vậy? Tần Dĩ Dĩ liếc mắt nhìn lão nói, hai người mấy ngày nay toàn làm ra vẻ thần bí, không nói chuyện với người ta, cũng không đánh bài, có phải ăn chán táo của người ta rồi nên chán ghét người ta phải không? Những cô gái trên hoang dã nói chuyện quá thẳng thắn. Cô cảm thấy có điều không hợp lý, nhất định phải qua hỏi thẳng, tuyệt đối không chạy ra một chỗ nào đó khóc lóc ỉ ôi. Khánh Trần giờ khóc giờ cười, không phải như em nghĩ đâu. Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần. Hai người muốn làm một khán giả vô hình, có lẽ tránh được ánh mắt người khác. Nhưng cô bé trước mặt này lúc nào cũng nhìn chằm chằm Khánh Trần, nên sao mà thoát được. Lý Thúc Đồng suy nghĩ rồi nói, vì quan hệ chúng ta rất tốt, cho nên mới nói bí mật này cho cháu biết. Nhưng cháu không được nói cho ai đâu đấy. Mau mau, nói cho cháu biết sao mọi người phải theo dõi anh ta. Đôi mắt Tần Dĩ Dĩ bỗng nhiên sáng lên, được ánh lửa chiếu vào như pha lê trong suốt. Hôm nay cô bé thắt một bím tóc thật dài, nhìn cả người thon gọn, lại toát ra vẻ xinh đẹp hấp dẫn của con gái sắp trưởng thành. Để tiểu thổ nói cho cháu nghe, Lý Thúc Đồng nói. Lý Thúc Đồng vừa nói xong, cô bé lập tức quay qua Khánh Trần, cách khuôn mặt Khánh Trần chỉ khoảng 10 cm, anh đừng nghĩ gạt được em. Em cũng rất thông minh đấy. Ánh lửa phập phùng, thậm chí Khánh Trần có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt đối phương. Hắn cảm thấy mất tự nhiên nên xích qua bên một chút, là thế này, hôm qua không phải chúng ta chỉ nói chuyện liên quan đến Lý Y Nặc đó sao? Sau đó, anh và sư phụ phát hiện ra, tên người hầu này có tình cảm đặc biệt với Lý Y Nặc, nên dự định dùng Mỹ Nam kế. Hình như có ý định dựa vào thân phận của Lý Y Nặc, thay đổi địa vị xã hội của mình. Oa, Tần Dĩ Dĩ mở to đôi mắt, các người trong thành phố đều như vậy sao? Con trai có suy nghĩ bán mình cầu vinh. Chúng ta ở trên hoang dã không như vậy, chỉ có chồng chết, cô gái mới muốn tìm một người con trai dựa vào. Bởi vì cô gái ấy sau khi sinh con không còn thể lực, nên không thể đi săn được,
nhưng cô ấy không muốn con cái mình phải chết đói. Tuy Tần Dĩ Dĩ sinh ra trong thành phố, 12-2 năm trải qua sinh hoạt trong thành phố, nhưng sau đó bắt đầu theo cha mẹ rong ruổi ngược xuôi khắp các vùng hoang dã. Với lại, cô ấy thích hoang dã hơn thành phố, cho nên luôn nhận mình là người hoang dã. Tại thế giới bên trong, giáo dục bắt buộc chỉ có 6 năm, còn cấp 2, cấp 3, đại học thì theo suy nghĩ từng người và học phí vô cùng đắt đỏ. Phần lớn gia đình rất khó chu cấp cho con cái học xong đại học. Bởi vậy trình độ cơ sở dân cư ở đây rất thấp. Nhưng vì nguyên nhân ấy, liên bang lại dễ dàng khống chế dân chúng hơn. Tha cho hai người lần này vì đã chia sẻ bí mật bản thân. Vậy chúng ta xem như hòa nhé. Tần Dĩ Dĩ cười tủm tỉm, sau đó lấy từ ba lô ra hai quả táo lần lượt đưa cho Khánh Trần và Lý Thúc Đồng. Cô cũng lấy một quả để ăn. Lúc này, Tần Dĩ Dĩ nhìn về phía Chu Huyên. Cô phát hiện tên này giả bộ như không có chuyện gì, vẫn dáng vẻ chăm chỉ cẩn thận bỏ củi vào đống lửa của Lý Y Nặc. Lý Y Nặc đang trò chuyện với Nam Canh Thần. Hai người ngồi cạnh đống lửa mà cử chỉ vô cùng thân mật, chỉ có điều vẻ mặt Nam Canh Thần không được vui, cứ xì xì chẳng thèm nói chuyện. Trên đống lửa có một nồi sắt nhỏ, bên trong đang hầm canh cá. Thực tế, đội săn thú không cần nhóm lửa để nấu cơm. Bọn họ nhóm lửa đơn giản là bởi cần sưởi ấm. Thời gian dần trôi qua, bên trong nồi sắt đã có tiếng nước sôi sùng sục. Tên người hầu tên là Chu Huyên đưa tay định cầm lấy nồi sắt, chuẩn bị lấy một bát cho Lý Y Nặc uống. Có điều, anh ta đã quên rằng hiện tại nồi sắt rất nóng. Ngay thời điểm, anh ta đụng tay vào, bàn tay vội kéo về giống như điện giật, không những thế còn phát ra tiếng hô thẹn thùng, ái ui. Phụt, Tần Dĩ Dĩ, Khánh Trần, Lý Thúc Đồng, ba người đồng thời phun táo đang nhai trong miệng ra. Thằng này chắc có suy nghĩ, một cô gái vạm vỡ như Lý Y Nặc khả năng để ý đến vẻ yếu đuối của Nam Canh Thần, cho nên muốn tỏ ra mình cũng yếu đuối một cách tự nhiên nhất. Anh ta muốn kích thích suy nghĩ bảo hộ của đối phương. Có điều Lý Y Nặc trừng mắt nhìn anh ta nói, biến qua chỗ khác mà ái ui. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 137, đội hóng hớt ba người. Không ngờ trình độ suy nghĩ của Chu Huyên lại bá đạo như vậy. Lý Thúc Đồng và Khánh Trần rất phục thằng này. Một thân một mình xuyên qua thế giới xa lạ, với lại vô cùng đen đủi là đóng vai một nhân vật người hầu. Thế mà trong thời gian ngắn ngủi, đối phương quyết định dùng Mỹ Nam kế với kiểu con gái như Lý Y Nặc, thật sự là người vô cùng quyết đoán. Với lại, người này sẵn sàng bỏ qua thể diện. Bây giờ, Tần Dĩ Dĩ mới phát hiện ra, ngồi xem kịch thú vị nhường nào. Lý Thúc Đồng đề xuất, hay chúng ta đánh cược đi. Cược tên này có thể tán đổ Lý Y Nặc hay không? Khánh Trần ngạc nhiên, hắn nghĩ sở thích đánh cược của Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu không phải nhận được truyền thừa từ sư phụ đấy chứ. Tần Dĩ Dĩ tranh nói trước, cháu cược cậu ta không tán được, tiền đánh cược là một quả táo. Vậy anh không cược nữa. Hai người cứ chơi với nhau đi. Khánh Trần suy nghĩ, bởi vì trên người anh cũng chẳng có gì để cược. Anh suy nghĩ nhiều làm gì. Tần Dĩ Dĩ kéo kéo cánh tay của hắn nói, em với anh cùng một bên bắt anh ta không làm được, tiền cược của anh em chịu. Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm, vậy ta chỉ còn cách chọn cậu ta có thể làm được. Thật ra, Lý Thúc Đồng nghiêng về cửa cậu ta không làm được. Nhưng Tần Dĩ Dĩ đã cướp mất cửa đó rồi, lão chỉ có thể bắt cửa còn lại. Lớn thế này rồi con tranh với một cô bé làm gì? Chuyện này với lão chỉ giống như trò chơi, vui là được, thắng thua quan trọng gì? Mọi người nghĩ xem, Chu Huyên đang suy nghĩ cái gì? Khánh Trần đưa ra dự đoán, có lẽ tên này đang tổng kết lại hành động vì sao mình thất bại, sau đó vạch cho mình một kế hoạch khác. Mọi người còn đang nói chuyện, Chu Huyên bỗng nhiên nghi ngờ liếc nhìn qua bên này, mà chỉ thấy ba người đang cúi đầu xuống ăn táo, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh ta luôn có cảm giác mình bị nhìn lén, nhưng hình như mình đang lo lắng quá thì. Phải, Chu Huyên bình tĩnh coi như không có điều gì, một lát sau lại bất chợt quay đầu nhìn ba người. Đối phương vẫn ngồi đó ăn táo, vừa ăn vừa nói chuyện, cũng không có điều gì bất thường. Cuối cùng vị lữ khách thời gian này cũng ép mình bỏ qua sự nghi ngờ ấy, thầm nghĩ có lẽ mình đang quá lo lắng rồi. Chu Huyên yên lặng quan sát Lý Y Nặc và Nam Canh Thần. Nhưng anh ta không biết hai người đó đang nói chuyện gì, mà bỗng nhiên vẻ mặt Nam Canh Thần xìu xuống, một mình bước vào trong lều,
để Lý Y Nặc ngồi trước đống lửa một mình. Lý Y Nặc dường như có vẻ không vui. Cô nhìn quanh bốn phía bỗng nhiên nhìn thấy Chu Huyên, cậu, lại đây. Tổ ba người hóng hớt vô cùng ngạc nhiên, Lý Y Nặc sao lại gọi thằng đó lại vậy? Chắc là Nam Canh Thần chọc cô ấy tức giận phải không? Nên có ý định dùng mới thay cũ. Khánh Trần nhỏ giọng thì thầm, khả năng này cũng có thể. Đừng nói trước, bọn họ đang muốn nói chuyện, tập trung vào mà nghe. Lý Thúc Đồng nhắc nhở, Chu Huyên tới ngồi cạnh Lý Y Nặc. Cô để cậu ta ngồi vững vàng rồi hỏi, cậu đến nhà họ Lý cũng được 5 năm rồi nhỉ? Chu Huyên nói, tiểu thư Y Nặc, tôi đến được 6 năm 03 tháng. Tổ hóng hớt bàn tán, tên nhóc này cẩn thận thật, không để lọt lời nào. Thật ra, buổi chiều tên này đã moi được tin tức ấy rồi, ngưỡng mộ người chơi cao cấp. Lúc này, Lý Y Nặc trực tiếp hỏi, vậy sao hai ngày này muốn tiếp cận tôi? Suýt chút nữa tim Chu Huyên ngừng đập, có điều ngoài mặt không hề lộ ra điều gì. Anh ta cẩn thận từng ly từng tí trả lời, tôi nhìn thấy vị tiên sinh kia làm ngài không vui, muốn điều hòa lại không khí. Tiểu thư Y Nặc, ngài đối xử với người ta tốt như vậy, mà vị tiên sinh ấy lại khiến ngài không vui. Cách đó không xa, Lý Thúc Đồng tấm tắc khen ngợi, những lời nói rất thơm nho. Một hương vị trà xanh đậm đặc, Khánh Trần đưa ra lời bình, cũng không biết Lý Y Nặc đối phó được không. Tần Dĩ Dĩ suy nghĩ, chắc là có thể, ít ra bản thân em nghĩ cô ấy làm được. Lúc này, Chu Huyên lại có ý định nhìn xem tổ hóng hớt kia. Anh ta luôn có cảm giác ba người này ngồi quây quần bên đống lửa bàn tán về mình, nhưng không cách nào đạt được chứng cứ. Anh ta liếc mắt qua, nhưng vẫn chỉ thấy ba người tự nhiên như không ngồi ăn táo. Lúc này, Lý Y Nặc suy nghĩ rồi quay đầu lại hỏi vị trung niên vẫn đứng tại phía sau, Vương Bính Tuất, ông thấy thằng nhóc này thế nào? Rất tốt. Vương Bính Tuất trả lời ngắn gọn. Chu Huyên biết người tên Vương Bính Tuất kia là thân tín của Lý Y Nặc. Đối phương công nhận mình, có nghĩa kế hoạch của mình đã đạt được một nửa. Lý Thúc Đồng nghi ngờ, con bé ấy không phải thật sự coi trọng thằng nhóc mặt trắng kia đấy chứ. Có khả năng, nếu không phải vậy sao đột nhiên lại hỏi Vương Bính Tuất làm gì? Ai già? Tần Dĩ Dĩ thở dài, Nam Canh Thần thật đáng thương. Tần Dĩ Dĩ tỏ ra đau lòng, hai quả táo của mình chắc sắp bị mất rồi. Chỉ một giây sau, Lý Y Nặc nói với Vương Bính Tuất, được, là tốt rồi, Vương Bính Tuất thích là được. Tôi biết ông thích loại người nhỏ nhắn thịt tươi ngon thế này, thưởng cho ông. Phụt, tổ hóng hớt ba người bỗng nhiên phút hết táo trong mồm ra, kịch bản này khác xa so với dự đoán của mỗi người. Chu Huyên, ánh mắt của anh ta vẫn nhìn vị trí của ba người này, nghi ngờ của mình đã đúng. Thật sự, ba người kia đang lén theo dõi mình, bàn luận về mình. Lần này các người lộ rồi nhé, nhưng con mẹ nó thưởng mình cho gã trung niên kia là sao? Tình huống quái gì vậy? Lý Y Nặc cũng nhìn về phía ba người Lý Thúc Đồng, sau đó nhìn Chu Huyên lạnh lùng nói, thật sự mày cho rằng tao và Tiểu Nam cãi nhau sao? Loại người như mày có thể thay thế cậu ta. Vương Bính Tuất, vui vẻ dạy tên này một vài thứ, để tên này nhớ thật lâu. Chu Huyên nhìn Vương Bính Tuất, ánh mắt lão này đảo khắp người mình, khiến cậu ta bắt đầu run rẩy. Anh ta không ngờ mình vừa tiến vào thế giới bên trong đã gặp phải chuyện này. Cả đời bắt nhạn, không ngờ bị nhạn mổ mắt. Vương Bính Tuất kéo Chu Huyên đang không ngừng chống cự tiến vào trong lều vải. Bỗng nhiên vào lúc này, thợ lái chính Tiêu Công có đôi kính hiển thị lên, máy bay không người lái số 9 phát hiện có điều kỳ lạ. Máy bay số 11 phát hiện có điều bất thường. Chú Vương, tiểu thư Y Nặc, có người đang bao vây nơi này, chúng ta nên rút khỏi đây không? Lông mày Lý Y Nặc nhíu lại, tên nào ăn gan hùm tim gấu vậy? Bọn họ là ai? Có lẽ là đội quân hoang dã bị chúng ta đánh kia. Tiêu Công bình tĩnh trả lời, đối phương tới báo thù, có điều số người tăng gấp 2 lần số lần trước. Có khoảng 300 người, hình như tập hợp thêm mấy bộ lạc khác trên hoang dã. Cách chúng ta bao xa? Cách 7 cây số, nhưng rất nhanh bọn họ sẽ tới. Lý Y Nặc không phải người ngốc, chỉ biết khoe khoang. Lần này thật sự nguy hiểm, cô ấy biết rõ đội săn thú thực lực thế nào, nên lần này còn không nắm chắc được phần thắng. Cô vừa chạy đến chỗ lều vải của Nam Canh Thần, vừa nói với Vương Bính Tuất, nói tất cả mọi người lên xe, đuổi theo đội xe gia tộc thần đại. Kéo bọn họ với chúng ta vào một mối chống lại đám người hoang dã này. Ông lái xe của tôi đến chỗ khác ngồi. Cô ta từ trong lều vải bước ra, còn kéo theo cả Nam Canh Thần, có chuyện gì cãi nhau, sau này nói.
hiện tại đừng hăng máu cãi nhau với tôi, làm việc chính cái đã. Lý Y Nặc nói xong bèn kéo Nam Canh Thần nhảy vào thùng xe bán tải. Khánh Trần ngạc nhiên nhìn hành động cô ấy, không hiểu sao cô ta lại ngồi vào thùng xe của bọn họ. Chẳng lẽ phát hiện ra điều gì đó không đúng sao? Thật sự kỳ lạ. Cô ta dứt khoát nhảy vào thùng xe này, dường như biết chỉ cần ngồi vị trí đó, mọi nguy hiểm gì cũng không ảnh hưởng đến mình. Chương 138, khu vực an toàn. Từ khi có lệnh thu dọn đồ đạc di chuyển, cũng chỉ mới trôi qua một phút. Khánh Trần và Tần Dĩ Dĩ còn đang giúp Tần Thành thu dọn đồ đạc mà Lý Y Nặc đã kéo Nam Canh Thần ngồi vào thùng xe chiếc bán tải rồi. Cô gái lực lưỡng nhìn Tần Thành đang thu dọn đồ vật, bèn lên tiếng thúc giục, đừng thu dọn nữa, đồ vật quan trọng hay tính mạng quan trọng. Nhanh chóng lên xe đi thôi, điều này giống như xe bán tải là của cô ta vậy. Có điều Lý Y Nặc nói cũng có lý, tiếng súng vang lên ngày càng gần, có lẽ đám người hoang dã đang nhằm vào những máy bay không người lái. Tần Thành giống to, đừng dọn nữa, nhanh chóng lên xe, giữ mạng mới là quan trọng. Giờ phút này, trong đám người ai cũng tỏ ra lo lắng, chỉ có mình vẫn bình tĩnh như chẳng có việc gì. Mấy người nhảy lên thùng xe, mấy tên người hầu vốn dĩ đã ngồi ở đây cũng đang chạy lại. Nhưng Lý Y Nặc lớn tiếng quát, đi ra chỗ khác, tìm xe chủ nhân mà ngồi. Tần Dĩ Dĩ nhanh chóng vỗ vỗ kính xe, anh, nhanh nhanh xuất phát thôi. Tại rừng cây phía bắc đã nhìn thấy ánh lửa bắt đầu cháy. Thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng súng, báo hiệu với mọi người nguy hiểm ngày càng gần. Trong thùng xe, có tiếng người nói vào trong bộ đàm, tiểu thư Y Nặc, đám người hoang dã có chuẩn bị drone gun nhằm đối phó máy bay không người lái 011. Drone gun bắn vào không trung gây nhiễu sóng, làm cho người điều khiển máy bay không người lái và máy bay mất đi sự liên hệ. Vật dụng này và súng ngắm thuộc vào hàng quốc cấm bên trong liên bang, không biết đám người hoang dã kia lấy từ đâu. Drone gun là hàng cấm, bởi vì bên trong quân đội liên bang sử dụng rất nhiều máy bay không người lái, bọn họ không muốn dân chúng có thể đấu lại lực lượng quân đội. Súng ngắm là hàng cấm, bởi vì trước đó mấy năm đã có người kết hợp nó với trí tuệ nhân tạo AI nhằm tính toán quỹ đạo. Hai loại này kết hợp với nhau tạo ra một loại vũ khí quá mạnh, mạnh đến mức khi nó vừa mới ra đời đã có rất nhiều vụ ám sát nhằm vào các nhân vật lớn. Lý Y Nặc nói vào trong bộ đàm, tiêu công, dùng hình thức tự hủy của những chiếc máy bay không người lái đó. Với lại, đội xe gia tộc thần đại ở đâu? Tiếng nói tiếp tục vang lên trong bộ đàm, là giọng thợ lái chính tiêu công, đã phát hiện được đội xe gia tộc thần đại đang đi về phía nam, cách chúng ta 60 cây số, hình như đang cắm trại ở đó. Không một ai ngờ tới là Lý Y Nặc vẫn luôn theo dõi đội xe gia tộc thần đại. Cho nên thời điểm đội xe này muốn vượt lên trước, cô ấy cũng tỏ ra không hề quan tâm, đi đến chỗ gia tộc thần đại. Dù sao cũng là người trong liên bang, cùng nhau đối phó với đám hoang dã cũng là việc nên làm. Mọi người nhìn thấy, có 4 máy bay không người lái vẫn còn ở chỗ cắm trại bổ sung năng lượng, bỗng nhiên bay vút lên trời, bay thẳng đến phía bắc khu rừng. Chẳng bao lâu sau, khi mọi người còn đang ngồi trong đoàn xe di chuyển, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nổ, tiếp theo là trên bầu trời đêm xuất hiện rất nhiều ánh lửa. Đây là quá trình tự hủy của máy bay không người lái, chịu tổn thất một máy bay không người lái, tạo thành tổn thương to lớn cho kẻ địch. Có điều, Lý Y Nặc biết, lần này, đám người hoang dã đến quá đông, vài chiếc máy bay không người lái tự hủy cũng chỉ có thể làm chậm bước chân bọn chúng, giảm tốc độ áp sát, chứ không cách nào gây ra tổn thương nghiêm trọng được. Một màn máy bay không người lái tự hủy này giống như đang đốt tiền, nhưng Lý Y Nặc không quan tâm. Sau khi Lý Y Nặc xác định quá trình tự hủy máy bay không người lái thành công, mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lúc ấy, 5 người Tần Dĩ Dĩ, Lý Y Nặc, Nam Canh Thần, Lý Thúc Đồng cùng Khánh Trần đều ngồi trong thùng xe trừng mắt nhìn nhau. Cô gái vạm vỡ nhìn Khánh Trần hỏi, ồ, tôi nhìn cậu cũng khá bình thường, tay chân yếu ớt. Nhìn dáng người còn chấp nhận được, nhưng chắc hẳn chưa từng trải qua chiến đấu. Bầu không khí trên thùng xe trở nên nặng nề, không một ai biết tại sao Lý Y Nặc lại nhằm vào Khánh Trần. Không biết lý do là gì, Tần Dĩ Dĩ tò mò quan sát cô gái này, suy nghĩ không biết xưng hô làm sao, vị này. Tráng sĩ, Lý Y Nặc nhíu mày, nhanh như vậy, đã muốn ra mặt thay cho thiếu niên này rồi sao? Tần Dĩ Dĩ nhìn mắt Lý Y Nặc đang trợn lên, vội vàng thay đổi nhẹ nhàng hơn, vị tráng sĩ xinh đẹp này, vì sao ngài đến ngồi chỗ chúng tôi? Lý Y Nặc bình tĩnh trả lời, vì an toàn, an toàn.
Điều này khiến Tần Dĩ Dĩ và Nam Canh Thần ngạc nhiên, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào cô. Trong đây ai cũng biết đây là chị cả đời thứ ba Lý Thị, toàn bộ đội săn thú đều do cô chỉ huy. Tổ máy bay không người lái thuộc đội săn thú, không chỉ có mấy chiếc máy bay không người lái vừa mới hủy kia. Nam Canh Thần còn biết phía sau cốp xe Việt Dã còn mang theo một đội máy bay không người lái loại chiến đấu 012 nữa. Nhưng thời khắc nguy hiểm thế này, đối phương lại nói bên trong chiếc thùng của chiếc xe bán tải cũ nát an toàn. Phải biết rằng, Lý Y Nặc trong thế hệ trẻ cũng được coi là cao thủ. Hơn nữa, cô ấy là loại người không sợ trời không sợ đất, tại sao hiện giờ muốn ngồi trong thùng chiếc xe bán tải tìm sự che chở? Xe bán tải đi trên đường đất, điên cuồng lắc lư. Tất cả mọi người đều im lặng, không biết có phải mọi người còn đang suy nghĩ lời Lý Y Nặc vừa nói hay không. Đột nhiên, Lý Y Nặc quay qua nói với Lý Thúc Đồng, mẹ con nói, lúc con còn nhỏ, ngài đã từng ôm con. Ngài sẽ không phải thấy con gặp nguy hiểm mà không cứu đấy chứ. Lý Thúc Đồng cười nói với Lý Y Nặc, thời điểm ta ôm cháu, cháu còn chẳng biết điều gì. Không phải lấy chuyện này ra để nói chuyện đấy chứ. Thì ra, Lý Y Nặc ngồi lên thùng xe bán tải vào thời điểm nguy hiểm là bởi vì có Lý Thúc Đồng ở đây. Tần Dĩ Dĩ và Nam Canh Thần bỗng nhiên quay đầu nhìn lại vị trung niên này. Chỉ có Khánh Trần thở dài, quả nhiên bị nhận ra. Có điều Khánh Trần luôn có một loại cảm giác, Lý Thúc Đồng cũng không muốn che giấu điều này, chỉ đơn giản dùng một ít bụi đất xoa lên mặt. Cách làm này chỉ có thể gạt người xa lạ, còn những người biết rõ khuôn mặt sao có thể lừa được đây. Đã từng là người quen, nhất định có thể nhận ra. Với lại, nghe giọng điệu Lý Y Nặc còn rất quen thuộc với Lý Thúc Đồng. Cô gái vạm vỡ vừa mới mở miệng chê bai Khánh Trần chắc chắn có liên quan đến Lý Thúc Đồng. Bây giờ nghĩ lại, giọng nói của đối phương với Khánh Trần vừa có sự hâm mộ, còn kèm theo sự ghen ghét. Khi mọi người còn đang nói chuyện, đã thấy trên bầu trời đen kịt xuất hiện âm thanh vù vù. Đây là tiếng máy bay không người lái bay đến. Thế nhưng, máy bay của bọn họ ngay cả đèn tín hiệu cũng không sáng, trong bóng đêm người bình thường không cách nào nhìn thấy nó đang ở đâu. Không cần bọn chúng đến mai phục, mà bọn họ đã tự rơi vào mai phục rồi. Lý Y Nặc cau mày, chắc chắn người kia của hỏa đường đang ở gần đây, được đám người hoang dã kia gọi tới. Không phải bọn họ thì sẽ không có nhiều máy bay không người lái như vậy, cũng không biết bọn họ đang tính toán điều gì. Lần này, bọn họ không có máy bay không người lái, còn kẻ địch lại có. Bên trong bộ đàm lại vang lên tiếng Tiêu Công, tiểu thư Y Nặc, có phải có đám người máy phục kích quanh đây không? Đội xe chúng ta còn một đội máy bay không người lái, có cần tôi tiến hành khống chế không? Lý Y Nặc trả lời, không cần. Cô ta nói xong, bèn nhìn về phía Lý Thúc Đồng, ngài ra tay đi, để chúng ta đỡ lãng phí thời gian. Lý Thúc Đồng không trả lời, chỉ cười cười. Có điều, một trưởng nữ đời thứ ba Lý Thị, ngày thường ngang ngược, nay bỗng nhiên làm nũng, không phải người thấy con xảy ra chuyện mà không giúp đấy chứ. Khi còn bé ngài rất thương con mà. Cô nói xong bèn lấy từ trong người ra bộ bài tú lơ khơ đưa cho Lý Thúc Đồng. Khánh Trần nhìn thấy sư phụ mình mỉm cười, mở cỗ bài ra cầm từng cây một phi lên trời. Từng lá bài tú lơ khơ như lưỡi dao xoáy lên bầu trời, cắt nát từng cái máy bay trên bầu trời màu đen. Trên bầu trời vốn dĩ toàn màu đen, thì nay mấy chục đám lửa bốc cháy thắp sáng cả bầu trời. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 139, Sư Phụ Bận Rộn Nhiều Việc. Nam Canh Thần sợ hãi nhìn Lý Thúc Đồng, sau đó tiếp tục nhìn lại đám lửa đang bốc cháy trên không trung. Đây là đòn sát thủ người hoang dã chuẩn bị, lại bị đối phương dùng những lá bài tú lơ khơ phá hủy. Mặc dù thời gian Nam Canh Thần tiến vào thế giới bên trong không phải ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cao thủ cấp bậc này ra tay. Thật sự, kiến thức của cậu khá hạn hẹp, nên không rõ người này cấp bậc là gì. Nói chung là rất cao. Cậu ta nghĩ tới điều này bèn nhìn về phía Khánh Trần. Trước đây mấy ngày, cậu ta vẫn coi Khánh Trần là một thợ săn trong vùng hoang dã, khổ cực sinh tồn. Mình còn mở lời nói đối phương đến nương tựa mình. Kết quả, tình hình xoay chuyển quá đột ngột. Lý Y Nặc nhìn những chiếc máy bay nổ tung trên không, vội cầm bộ đàm nói, đã giải quyết, tiếp tục đến vị. Chí gia tộc thần đại, đám người hoang dã phía sau sẽ không bỏ qua đâu, còn nữa, cẩn thận phía trước có mai phục. Trong bộ đàm vang lên tiếng Tiêu Công còn đang ngơ ngác,
chuyện này, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng ai ngờ được, nguy hiểm mà mọi người còn đang lo lắng, bỗng chốc được giải quyết. Lý Y Nặc trả lời, chuyện không nên hỏi đừng hỏi. Cô nói xong, bèn quay qua nhìn Lý Thúc Đồng chân thành nói, cảm ơn ngài. Nam canh thần đã đi theo cô gái xinh đẹp to lớn này một thời gian. Ngay cả cách xưng hô của cô với mấy người lớn trong nhà cũng chỉ là ông, bà. Rõ ràng không có người nào khiến cô tôn trọng đến mức độ xưng là ngài. Nam canh thần nghĩ thầm, mình còn bảo anh Trần nếu khó khăn quá, có thể đến tìm mình. Không ngờ rằng người ta có chỗ dựa còn tốt hơn mình nhiều. Chắc chắn không phải lo việc thiếu cơm ăn áo mặc. Có điều, Nam canh thần rất nhanh chấp nhận kết quả này. Dù sao cậu ta đã từng chứng kiến người bạn của mình từng bước đánh bại đám học bá bên ngoài trường học, để những người kia tâm phục khẩu phục, thậm chí đến cả thầy cô giáo cũng tạo cho hắn đặc quyền. Người như vậy tiến vào thế giới bên trong tốt hơn mình là điều bình thường. Nam canh thần ghen ghét hâm mộ Lưu Đức Trụ, bởi vì một người như thế cũng bái được một sư phụ có địa vị cực cao, thì thế giới này quá là thối nát. Nhưng cậu ta không cách nào ghen ghét Khánh Trần nổi, chỉ có tâm phục khẩu phục. Có điều, giờ này Lý Y Nặc cũng không có ý để lộ thân phận Lý Thúc Đồng. Cho nên, Nam canh thần và Tần Dĩ Dĩ chỉ biết không thể coi thường Lý Thúc Đồng. Thực lực người này cực cao mà không sao đoán được cụ thể đối phương là ai. Lúc này, Tần Dĩ Dĩ nhớ lại một chuyện. Có lần cô từng hỏi Lý Thúc Đồng, chú là cấp bậc gì? Ngài ấy trả lời sao nhỉ? Cấp S. Lúc trước Tần Dĩ Dĩ phụng phịu bảo ngài ấy chỉ trả lời cho có. Nhưng giờ cô nhớ lại, có lẽ đối phương đang nói thật với mình. Thế giới này có mấy người cấp S, chỉ có thể đếm được trong lòng bàn tay. Ánh mắt Tần Dĩ Dĩ nhìn Lý Thúc Đồng đã có sự thay đổi, nhưng không phải cô đang vui vẻ. Bởi vì cô biết khoảng cách giữa mình là Khánh Trần ngày càng xa. Người ta đã không phải là một người hầu khổ sở, mà là truyền nhân của một nhân vật lớn nào đó. Mà mình vẫn chỉ là cô bé khổ sở sống trong vùng hoang dã. Lý Thúc Đồng cười cười nhìn cô, hình như đoán được tâm tư cô bé, nhớ kỹ người ta dặn đến gặp ở thành phố số 18. Tần Dĩ Dĩ ngạc nhiên, ông ấy hình như đã bố trí cho mình một điều gì đó. Lúc này, Lý Y Nặc nhìn chằm chằm Khánh Trần, cả hai người đang đánh giá lẫn nhau. Thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng người đẹp cô gặp qua rất nhiều, chẳng phải điều gì hiếm lạ. Lý Y Nặc đổi lại cách xưng hô tùy ý với mọi người, bình tĩnh nhìn Khánh Trần hỏi, đây là đệ tử của ngài phải không? Trước đó ngài không đồng ý nhận con là đệ tử. Tên này có gì hơn con sao? Câu nói này vừa nói ra. Nam, canh thần và Tần Dĩ Dĩ đã hiểu tại sao cô ta mới lên xe đã mỉa mai Khánh Trần. Bởi vì cô ấy không thể trở thành đệ tử của người trung niên kia được. Mà tên nhóc này bỗng nhiên xuất hiện một cách đột ngột, trở thành đệ tử của ngài ấy. Cô có vẻ không phục. Thật ra, ngay từ lần đầu tiên cô nhìn Lý Thúc Đồng đã nhận ra ngay người này. Cho dù đối phương cố tình kéo cao chiếc áo jacket lên, cho dù đối phương cố tình bôi lên mặt một vài vết bẩn, nhưng ông ấy là trưởng bối vô cùng thân quen, sao cô có thể không nhận ra được. Ngay sau đó, cô phát hiện ra mục tiêu của Lý Thúc Đồng là vùng cấm địa 002. Thế là cô đã hiểu, người thiếu niên bên cạnh Lý Thúc Đồng sợ rằng sẽ là lãnh tụ của kỵ sĩ đời này. Bởi vì Lý Y Nặc rất rõ ý nghĩa của vùng đất cấm kỵ 002 là gì. Vách núi Thạch Sơn, mặc dù cô không biết tám cánh cửa sinh tử của kỵ sĩ là gì, nhưng cô biết nơi đó là địa phương kỵ sĩ mở ra truyền thừa các thời đại. Cô càng nghĩ càng tỏ ra không phục, con không phục hắn. Lý Thúc Đồng suy nghĩ, có sao nói vậy, tính cách của hắn mạnh hơn con rất nhiều, thích hợp với con đường của ta. Con đừng bướng bỉnh nữa, con cũng đã có con đường của chính mình. Những người khác rất ít khen đệ tử trước mặt, nhưng Lý Thúc Đồng từ xưa đến nay nào có kiêng kỵ điều gì. Lý Y Nặc nhìn chằm chằm Khánh Trần, vẫn tỏ ra không chấp nhận được, tính cách con sao không bằng hắn. Lúc trước con khóc lóc cầu xin ngài nhận con là đệ tử, ngài đều từ chối. Hắn có lai lịch thế nào, bây giờ còn chưa nói được. Lý Thúc Đồng mỉm cười. Lão biết, mọi người ngồi trong thùng xe này sẽ không bán đứng Khánh Trần, nhưng lão không thể nói chuyện tính cách của hắn mạnh hơn con thế nào, sau này con sẽ rõ. Lúc này, Khánh Trần nhíu mày tự hỏi, hắn đã từng nhìn qua gia phổ của Lý Thị. Một phần hắn muốn biết Lý Đồng Vân có tên trong đó hay không. Một phần hắn đoán Lý Thúc Đồng là người Lý Thị. Nhưng sau khi nhìn qua hắn không thấy tên Lý Thúc Đồng. Đương nhiên, gia phổ là của sư phụ cho mình,
ngài ấy muốn xóa đi thật sự quá dễ dàng. Thời điểm mọi người trò chuyện, Lý Thúc Đồng không hề có ý giấu giếm Lý Y Nặc quá nhiều. Ví dụ như việc Khánh Trần là đệ tử của mình. Trong này, Tần Dĩ Dĩ là con cái đời sau bạn của mình, tính cách không cần phải nói nhiều. Lão còn muốn giúp đỡ cô bé một tương lai sáng sủa hơn. Nam Canh Thần lại là bạn thân thiết của Khánh Trần. Lúc trước, Khánh Trần luyện tập để về núi Lão Quân cứu cậu ta. Người ở đây ai cũng có thể tin tưởng được. Thật ra, Lý Thúc Đồng muốn ám chỉ cho Khánh Trần biết, Lý Y Nặc cũng thế. Giờ phút này, nguyên nhân Lý Thúc Đồng dẫn hắn ra ngoài, tất cả manh mối đã được sâu chuỗi lại. Lần ra ngoài này, ngài ấy tính toán rất nhiều điều, muốn làm một lần cho xong mọi chuyện. Chuyện thứ nhất, xử lý xong chuyện đám con cháu họ Tần. Chuyện thứ hai, giúp Khánh Trần giết Khánh Hoài, vừa hả giận, vừa báo thù, còn diệt giúp hắn một đối thủ tranh đoạt cái bóng. Chuyện thứ ba, giới thiệu Lý Y Nặc cho Khánh Trần. Hắn nghĩ tới chuyện này, kết hợp với việc Lý Y Nặc bỗng nhiên tham gia vào đội săn thú. Khánh Trần có thể đoán được, cô ấy có lẽ nhận được ám chỉ của Lý Thúc Đồng mới đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Muốn phá đám gia tộc thần đại chỉ là lý do che mắt người ngoài. Đương nhiên, nếu phá được thì càng tốt. Như vậy, điều thứ tư chính là Lý Thúc Đồng dẫn Khánh Trần tới Thánh Sơn, muốn tận mắt nhìn hắn mở ra cánh cửa đầu tiên, cùng tìm hiểu gen ẩn. Khánh Trần xúc động, sư phụ nhìn có vẻ nhàn nhã, nhưng thật ra bận rộn rất nhiều chuyện. Chương 140, Bảo bối. Đường đất khó đi, đoàn xe đều rơi vào tình trạng sóc nảy kịch liệt. Thật ra, nơi đây đã nằm trong địa bàn thành phố số 1 quản lý, nhưng vùng đất cấm kỵ 002 nằm tại vùng núi xa xôi. Nên chẳng có ai dỗi hơi đi sửa một con đường xa xôi tới một nơi nguy hiểm cả. Đoàn xe tiếp tục chạy theo hướng nam, trên đường đi không gặp phải đám người hoang dã phục kích. Có lẽ đối phương cảm thấy máy bay không người lái tập trung lại cũng không thể ngăn cản đội săn thú, cho nên bỏ đi những chuẩn bị trước đó. Cũng có thể nhìn thấy cách Lý Thúc Đồng ra tay, dẫn đến bọn chúng sợ hãi, bèn từ bỏ kế hoạch ban đầu. Hành động phá hỏng mấy chục máy bay không người lái một lúc quá kinh khủng. Khánh Trần còn chưa rõ ràng phân biệt đẳng cấp người siêu phàm. Nhưng đám người tiêu công lại biết rõ điều này, hành động này tối thiểu phải là cao thủ cấp A mới có thể làm được. Trong đội săn thú, tiêu công đã hoàn thành kết nối thần kinh với nhóm máy bay không người lái thứ hai. Chốc lát, một nửa số máy bay không người lái bay lập lờ trên đầu đoàn xe, còn một nửa tản ra bay thật xa các vị trí xung quanh. Rất nhanh, bên trong bộ đàm đã vang lên tiếng tiêu công báo cáo, tiểu thư Y Nặc, tình hình hai bên không phát hiện kẻ địch phục kích. Nhưng phía sau, cách 6 cây số, vẫn là đám người hoang dã ấy đang tập trung lại, bọn chúng không hề từ bỏ ý định giết chúng ta. Lý Y Nặc nhíu mày, đối phương biết có cao thủ cấp A tại đây mà vẫn còn truy đuổi. Chẳng lẽ, có một vị trưởng lão hỏa đường nào đó ở gần đây? Cô hỏi lại, khu cắm trại gia tộc thần đại còn cách bao xa? Tại phía trước, cách chúng ta 27 cây số. Tiêu công trả lời. Nói Vương Bính Tuất, tất cả đội xe duy trì tốc độ tiến về phía trước. Thời điểm chúng ta đi qua khu vực gia tộc thần đại lập tức giảm tốc độ. Lý Y Nặc cười lạnh. Cô ra chỉ thị xong bèn quay qua nói với Nam Canh Thần, bảo bối, vừa rồi làm cậu sợ sao? Nam Canh Thần không nói chuyện. Lý Y Nặc hỏi tiếp, ai già, có phải cậu còn giận tội hay không? Chỉ là tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, tôi không phải cố ý muốn quát đâu. Nam Canh Thần nhịn xuống, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, ấp a ấp úng không nói được lời nào. Nhưng không phải cậu ta tức giận Lý Y Nặc. Thật sự vào thời khắc nguy hiểm, người đầu tiên cô ấy nhớ đến là mình, dẫn mình đi tránh nạn, làm sao mình giận được. Chỉ có điều, Lý Y Nặc ngay trước mặt Khánh Trần, gọi mình là chẳng khác nào công khai tử hình mình. Lúc này, những người ngồi này chỉ có Lý Thúc Đồng biết Khánh Trần và Nam Canh Thần quen biết nhau, Lý Y Nặc và Tần Dĩ Dĩ không biết. Lý Y Nặc thấy mặt Nam Canh Thần đỏ lên, vội vàng vén áo cậu ta lên, còn nói lời quan tâm, sắc mặt cậu kém vậy. Không phải vừa rồi gặp phải vết thương nào đấy chứ? Thời điểm bị kiểm tra, Nam Canh Thần muốn ngăn Lý Y Nặc lại, nhưng cuối cùng bị Lý Y Nặc đè xuống thùng xe, kiểm tra thật cẩn thận. Đúng thật, cậu ta không có chút năng lực phản kháng nào. Lý Thúc Đồng do dự chút rồi hỏi, nhóc con, ta nghe có người nói gần đây con đam mê nam sắc. Lý Y Nặc ngồi thẳng người lên nói, ngài đừng nghe bọn họ nói mò, con biết người ta nói con bao trai,
nhưng toàn đồn vớ vẩn. Con và Tiểu Nam thực lòng yêu nhau, con chỉ thích duy nhất cậu ta. À, Lý Thúc Đồng gật đầu, còn Khánh Trần nhịn không được đã cười thành tiếng. Nam Canh Thần nhìn vẻ mặt thằng bạn mình mà trong lòng coi như đã chết. Những người khác có ba lần chết, nào là chết do sinh lý, hay chết do bị người ta lãng quên, vớ vẩn. Riêng Nam Canh Thần khác hoàn toàn, chỉ mình xã hội đã tuyên bố cậu ta chết những ba lần rồi. Phía xa xa, mọi người có thể nhìn thấy đống lửa đang bốc cháy. Người có thị lực tốt còn có thể nhìn thấy, xung quanh đống lửa có thần đại tĩnh thừa và con gái gã ta đang ngồi đó, không biết họ đang nói chuyện gì với nhau. Đội săn thú đi đến, lập tức đám người gia tộc thần đại toàn bộ đi ra, thậm chí có người mang theo cả vũ khí và cầm sẵn trên tay drone gun để đối phó máy bay không người lái. Có điều, Tiêu Công đã liên hệ với hệ thống gia tộc thần đại thông báo, bọn tôi là đội săn thú, các người không cần phải lo lắng, chúng tôi chỉ vô tình đi qua. Thời điểm đi qua khu vực cắm trại, Lý Y Nặc ngó đầu ra bên ngoài thùng xe, mỉm cười nói với thần đại tĩnh thừa, chào buổi tối, chúc ngủ ngon. Cô vừa nói xong đã lướt qua, chỉ để lại một đường bụi mù phía sau. Cơn lốc đoàn xe gây nên làm mấy lều vải trong khu vực này nghiêng qua một bên. Ngay cả đống lửa cũng đã tối đi phần nào. Thần đại tĩnh thừa mặc một bộ kimono, vạt áo lúc này đã bị tốc lên, để lộ ra đôi chân đầy lông. Ngu ngốc! Thần đại tĩnh thừa thấy đội săn thú đã đi qua nên chửi ầm cả lên. Câu này Khánh Trần nghe hiểu. Có điều, thần đại tĩnh thừa nghĩ mãi không ra, tại sao đội săn thú lại lựa chọn xuất phát lúc nửa đêm. Một tên bảo vệ mặc bộ vest đen nói ra suy nghĩ, có phải bọn chúng gặp phải nguy hiểm. Thần đại tĩnh thừa nhớ lại, xe bọn chúng không hề có hư hỏng mới, chắc không phải do gặp nguy hiểm. Vậy bọn chúng dự định gặp Khánh Hoài trước chúng ta, cô gái thần đại chức lên tiếng. Thần đại tĩnh thừa lắc đầu, theo tin tức cha vừa mới nhận được, Khánh Hoài vừa mới ra khỏi khu vực đóng quân của quân đội. Theo tốc độ bình thường tính toán, sáng mai chúng ta có thể đến vùng đất cấm kỵ 002 mà Khánh Hoài phải buổi chiều mới tới được. Cho nên, mặc kệ Lý Y Nặc, chúng ta không nhất thiết phải tranh việc này. Thần đại chức bỗng nhiên nắm tay thần đại tĩnh thừa cầu xin, cha, con nghe nói Trần Nhạc Dụ không giống như lời đồn, hơn nữa còn có tâm lý biến thái của đám con cháu tập đoàn. Chờ khi ngài thuyết phục được Khánh Hoài, có thể để con đổi với thần đại không âm có được không? Để cô ấy gả cho Trần Nhạc Dụ, còn con gả cho Khánh Hoài. Thần đại tĩnh thừa suy nghĩ, cũng không phải không được. Khánh Hoài đúng thật ưu tú hơn đám bạn cùng lứa. Nhưng điều kiện duy nhất là tên phế vật trong nhà tù số 18 kia phải chết mới được, như thế mới chính thức thay đổi hôn ước được. Thần đại tĩnh thừa nói đến đây bỗng nhớ ra điều gì, không đúng, không đúng. Chỗ chúng ta hiện tại không phải là đường đội săn thú tiến vào vùng đất cấm địa 002 phải đi qua, bọn chúng sao biết chúng ta ở đây? Không lẽ là trùng hợp? Phải biết rằng, thần đại tĩnh thừa không muốn bị người ta khinh bỉ, nên đã thay đổi lộ trình một vài chi tiết nhỏ. Một phút sau, đã thấy từ phía bắc ánh đèn xe chiếu tới. Đèn LED được trang bị trên những chiếc Việt dã kia vô cùng chói mắt. Phía trước mui xe còn gắn thêm đèn chiếu dò đường cỡ lớn khiến người ta muốn mù con mắt để cho đối phương không biết được người đến là ai. Có một tên bảo vệ vội vàng chạy đến một chỗ mà đèn chiếu không tới. Bên cạnh động cơ xe của đối phương có cắm một lá cờ. Trên lá cờ có in hình một viên đá, bên trong là hỏa đường. Ngọn lửa của hỏa đường theo đoàn xe lắc lư mà giống hệt ánh lửa thật chập chờn. Tên bảo vệ hét ầm lên, người hoang dã, là đội quân hỏa đường, mau lên xe. Thần đại tĩnh thừa giây phút ấy thật sự muốn giết người. Giờ lão mới đột nhiên nhớ lại lời chào hỏi và nụ cười của Lý Y Nặc, kết hợp việc con mẹ đó dẫn hỏa đường tới chỗ của mình. Nếu lần này chạy chậm, nói không chừng đoàn xe gia tộc thần đại có khi bỏ mạng lại trên hoang dã. Các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.